Chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Ngày hôm nay em test bao gồm 19 mạch kích cá điện tử 2 phép, sẽ có số thứ tự từ A31 đến A49. Thì hiện tại bên em đang bán với giá là 300.000 cho một mạch kích cá điện tử 2 phép. Và khi các bạn đặt hàng sẽ có những sản phẩm như sau. Thứ nhất, một mạch kích cá điện tử 2 phép và một dây rắc để kết nối để làm nối ra để làm công tắc, và hai cọc thép kèm cao su để kết nối nguồn 12V vào, và một chít áp B500K để chỉnh điện áp. Ok, và bây giờ em sẽ test mạch đầu tiên. Và nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng, xin hãy truy cập vào linh kiện 789.vn hoặc có điện thoại có số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Ok, và như vậy mạch đầu tiên đã hoạt động rất tốt. Em sẽ lấy mạch tiếp theo. Ok, và như vậy là mạch đã hoạt động rất tốt. Ok, và như vậy là mạch đã hoạt động rất tốt. Ok, và như vậy là mạch đã hoạt động rất tốt.
Okay. Okay, và như vậy là mạch nó hoạt động rất tốt. Ok, và như vậy là mạch nó hoạt động rất tốt. Thank you.
Thank you.
Ok, và như vậy mạch đang bị lỗi nên em để ra ngoài. Ok, và như vậy ngày hôm nay em đã test bao gồm 18 mạch kích cá điện tử 2 phép và tất cả đã hoạt động rất tốt. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng tiếp theo.